Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu các đặc điểm của thực vật cũng như là vai trò của chúng. Vậy thì thực vật được phân loại như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thông qua bài học của ngày hôm nay. Bài 30, thực hành phân loại thực vật. Mục tiêu của bài học hôm nay đầu tiên là phân biệt được các nhóm thực vật trong vườn trường hoặc là ở địa phương. Mục tiêu thứ hai, các em phải sưu tầm được các mẫu vật, thực vật trong vườn, địa phương hoặc là trong thành phố của mình. Mục tiêu thứ ba, thực hành phân loại được các mẫu vật và phân chia chúng vào các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại. Về thiết bị, các em cần chuẩn bị đầu tiên là kính hiển vi, kính lúp, kéo, bút chì, tiêu bản, nước cất, lamen, ống nhỏ giọt và cuối cùng là nhãn dán. Trên nhãn dán thì có ghi là tên cây, địa điểm thu mẫu là địa điểm các em đem cái cây này về, môi trường sống của cây là cây này sống ở môi trường như thế nào. Người thu mẫu thì các em sẽ ghi tên của mình vào. Ngày thu mẫu là ngày mà các em thu cái cây này về. Tiếp theo là mẫu vật. Chúng ta cần chuẩn bị các đại diện của các nhóm thực vật như rêu, dương sỉ, hạt trần và hạt kín. Hai la mã, cách tiến hành. Trải qua 3 bước. Bước 1. Quan sát và xác định đặc điểm đặc trưng của mẫu vật, gồm có rễ, thân, lá, hoa, quả. Bước 2. Phân loại mẫu vật theo nhóm. Bước 3. Xây dựng sơ đồ khóa lưỡng phân. Ở bước 1, chúng ta cùng quan sát và tìm ra sự khác nhau về kích thước cơ thể và đặc điểm của các cơ quan sinh dưỡng ở mỗi đại diện. Ví dụ như, chúng đã có rễ thật chưa, thân có mạch dẫn không, và sự đa dạng về hình thái của chúng như thế nào. Và để tìm hiểu được câu trả lời đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng đại diện. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bộ phận của rêu. Bộ phận đầu tiên đó là rễ. Rễ ở đây là rễ giả và chưa có mạch dẫn. Gọi là rễ giả vì rễ của rêu chưa có cấu tạo đầy đủ như các loài thực vật khác, chưa có mạch dẫn nên là chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh và thực hiện bằng cách thẩm thấu qua bề mặt. Bộ phận thứ hai của cây rêu là thân. Thân ngắn, không phân nhánh và cũng chưa có mạch dẫn. Bộ phận thứ ba là lá. Lá nhỏ, mỏng, có màu xanh và cũng chưa có mạch dẫn. Khi ta quan sát lá trên kính hiển vi thì chúng ta thấy rằng lá chưa có những đường gân, mà đó chỉ là những tế bào được xếp sát nhau. Chính vì vậy mà rêu có thể sống được ở những nơi ẩm ướt. Thì sau một thời gian sinh trưởng, rêu sẽ mọc ra túi bào tử ở ngọn. Và đây được gọi là cơ quan sinh sản của cây rêu. Khi túi bào tử chín, nắp bào tử sẽ nở ra, làm cho các hạt bào tử bên trong bay ra ngoài. Khi mà các hạt bào tử này gặp điều kiện thuận lợi ở đây là gặp thời tiết ẩm và nhiệt độ thấp, thì lúc này các hạt bào tử sẽ phát triển thành cây rêu con. Đối với lại cơ quan sinh dưỡng của cây dương sỉ thì gồm có: đầu tiên là rễ. Đây là rễ thật, rễ chùm. Rễ chùm gồm nhiều rễ có chiều dài gần bằng nhau và thường mọc tủa ra từ gốc thân. Bộ phận thứ hai là thân. Thân có hình trụ màu nâu, có phủ những lông nhỏ. Thân có hệ mạch dẫn, làm chức năng dẫn truyền nước và các chất dinh dưỡng trong cây. Lá thì có hai loại, đó là lá già và lá non. Thì lá già có kích thước lớn, phiến lá màu xanh sẽ nhiều thùy. Lá non thì ở phía đầu mình thấy là nó sẽ cuộn tròn lại. Khi quan sát mặt sau của lá già thì mình sẽ thấy những cái chấm nhỏ.
và đây được gọi là ổ bào tử. Ổ bào tử chính là cơ quan sinh sản của cây dương xỉ. Thì khi các ổ bào tử chính, vòng cơ sẽ mở ra cho các hạt bào tử bên trong phát tán ra bên ngoài. Thì khi các hạt bào tử gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành nguyên tản, và từ nguyên tản sẽ phát triển thành cây dương xỉ con. Về cơ quan sinh dưỡng của cây thông gồm có rễ, đây là rễ cọc, to, khỏe, ăn sâu xuống lòng đất và làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng. Bộ phận thứ hai là thân. Thân gỗ, mạch dẫn phát triển, gồm có mạch gỗ và mạch ray. Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên trên, và mạch ray có tác dụng là vận chuyển chất hữu cơ từ trên xuống dưới. Lá. Lá hình kim, có loại thông hai lá hoặc là ba lá. Lá thông có đặc điểm là khi rụng, vị trí cuốn lá sẽ tạo thành sẹo trên cành và thân. Chính điều này làm cho cành và thân của cây thông luôn xù xì. Cây thông chưa có hoa và quả. Cơ quan sinh sản là nón, gồm có nón đực và nón cái. Nón đực nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Nón cái to, màu nâu, mọc riêng lẻ. Khi nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy trong nón cái có chứa hạt thông nằm lộ trên lá noạn hở. Từ đây chúng ta có thể hiểu được hạt trần là những cây thân gỗ có kích thước lớn với hệ mạch dẫn phát triển, chưa có hoa, quả và sinh sản bằng hạt, nằm trên lá noạn hở của nón cái. Các em hãy quan sát sơ đồ cây có hoa thì cơ quan sinh dưỡng gồm có rễ, thân và lá. Thì lá có chứa lục lạp làm nhiệm vụ quang hợp tạo chất hữu cơ để nuôi cây. Cơ quan sinh sản gồm có hoa, quả và hạt. Thì thịt quả bao bọc lấy hạt nên ta gọi đây là thực vật hạt kín. Chúng ta có 4 nhóm thực vật: rêu, dương xỉ, hạt trần và hạt kính. Về đặc điểm của rêu thì rêu đã có thân, lá và rễ giả không có mạch dẫn. Rêu sinh sản bằng bào tử. Môi trường sống của rêu là những nơi ẩm ướt, thân cây mục, nền đá ven suối. Đối với lại nhóm thực vật dương xỉ thì dương xỉ đã có rễ, thân, lá đầy đủ, có hệ mạch dẫn và không có hạt. Dương xỉ cũng sinh sản bằng bào tử. Môi trường sống của dương xỉ là môi trường cạn dưới các tán cây lớn. Nhóm thực vật hạt trần đã có rễ, thân, lá đầy đủ và có hệ mạch dẫn. Nhóm thực vật hạt trần chưa có hoa, hạt có cấu trúc tương tự hình nón, không được bao bọc trong quả, và cơ quan sinh sản của hạt trần là nón đực và nón cái. Môi trường thích nghi của hạt trần là vùng lạnh. Đối với lại nhóm thực vật hạt kín, đã có rễ, thân, lá đầy đủ và đa dạng, có hệ mạch dẫn. Hoa là cơ quan sinh sản, hạt được bảo vệ trong quả. Môi trường sống của hạt kín, số lượng loài lớn, phân bố đa dạng ở các môi trường sống khác nhau. Từ đây chúng ta có thể sắp xếp các nhóm cây trên vào các nhóm thực vật đã học một cách phù hợp nhất. Thì ở đây chúng ta có một số cây như là cây vạn tuế, thông ba lá, dâu tằm, bèo tắm, hành tây, bắc ruồi, cây lúa, cây tơ hồng, cây dưa leo, cây hoa ti gòn, cây rêu tường và cây quỳnh trắng. Cây rêu tường sẽ thuộc ngành rêu, cây vạn tuế và cây thông ba lá sẽ thuộc ngành hạt trần. Những loại cây còn lại sẽ thuộc vào ngành hạt kín. Từ đây các em sẽ hoàn thành sơ đồ khóa luận phân về các nhóm thực vật. Đầu tiên là giới thực vật dựa vào đặc điểm là mạch dẫn. Ta chia thành hai nhóm, có mạch dẫn và không có mạch dẫn. Đối với nhóm không có mạch dẫn, ngành đại diện chính là ngành rêu. Thực vật có mạch dẫn dựa vào đặc điểm là hạt và không có hạt. Đại diện cho thực vật không có hạt là ngành dương xỉ. Thực vật có hạt lại tiếp tục dựa vào đặc điểm hoa,
chia thành hai nhóm không có hoa và có hoa. Đại diện cho thực vật không có hoa là ngành hạt trần, đại diện cho thực vật có hoa là ngành hạt chính. Về bước báo cáo thực hành, thì các em báo cáo thực hành phân loại các nhóm thực vật. Thì trong bài báo cáo phải có thứ, ngày, tháng, năm, họ tên, bộ sưu tập tranh về các nhóm thực vật, sơ đồ khóa lượng phân, phân loại các nhóm thực vật đã được quan sát và phân loại trong bài thực hành. Về phần là mẫu ép thực vật, thì các em tìm hiểu sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa sẽ tiến hành cho mình là 4 bước. Các em đọc và tìm hiểu cho cô.